Chào mừng anh chị quay lại với kênh Tiếng La Ba nha. Thì hôm nay chúng ta đi tìm hiểu qua về nước Qatar và ngôn ngữ quốc gia này. Qatar được tên chính thức là Tiểu bang Qatar, là một quốc gia tự trị nằm ở Tây Nam Á, phía Tây giáp Ả Rập Xê Út và các khu vực khác của địa hình được bao bọc bởi vịnh Ba Tư. Một con kênh ở vị trí Ba Tư tách đất nước khỏi hòn đảo Bahrain gần đó. Nó cũng ngăn cách Qatar chia sẻ ranh giới biển với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Qatar là một đất nước rất nhỏ, chiếm diện tích chỉ khoảng hơn 10.000 km và rất giàu có vì có trữ lượng khí tự nhiên và dầu mỏ. Thủ đô của Qatar là Doha, thành phố này chiếm 90% dân số. Tuy nhiên, lưu ý rằng khoảng 88% trong số đó là người nước ngoài nhập cư và đang làm việc ở Qatar, phần lớn đến từ Đông Nam Á, Nam Á và các quốc gia Ả Rập khác. Cũng có một vài người Philippines và Nepal, trong đó có các sắc tộc khác. Người dân Qatar được gọi là Qataris và tất cả đều là người Ả Rập. Tiếng Ả Rập là ngôn ngữ chính thức của đất nước này, nhưng hầu hết trong số họ cũng sử dụng tiếng Anh chủ yếu là khi tiến hành kinh doanh, thương mại và giao tiếp. Đây được sử dụng như một ngôn ngữ thứ hai. Do thành phần đa văn hóa của Qatar, rất nhiều ngôn ngữ khác cũng được sử dụng trong nước này. Các ngôn ngữ này bao gồm tiếng Urdu, Balochi, Malayalam, Pashto, Hindi, Telugu, Tagalog, Tamil, Nelapi và Bengali. Tiếng Ả Rập ở Qatar. Như đã đề cập ở trên, đây là phương ngữ chính thức của Qatar. Nó được chia thành hai loại, vịnh và tiêu chuẩn. Tiếng Ả Rập tiêu chuẩn đôi khi được gọi là Al-Fusha và Al-Arabiya hoặc Hai Ả Rập, có nghĩa là tiếng Ả Rập chuẩn, tiếng Ả Rập cao. Vịnh Ả Rập mặt khác cũng được gọi là Khali, Khaliji và Qatari, và nó được chia thành hai ngôn ngữ khác là Nam và Bắc Qatari. Cả hai loại này đều sử dụng và hiểu rõ về các quốc gia khác ở Trung Đông như Yemen, Ả Rập Saudi, có nghĩa Ả Rập Xê Út, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất như Dubai, bên cạnh đó là Dubai, Iran, Bahrain và các quốc gia khác gần hoặc giáp Qatar. Tiếng Anh ở Qatar. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở Qatar và điều này được thể hiện thực tế rằng Qatar đã từng là một nước bảo hộ của Anh. Chính phủ thậm chí đã khuyến khích nó như là phương ngữ thứ hai sau tiếng Ả Rập. Tiếng Anh cũng được sử dụng như là một phương ngữ giữa những người nói tiếng Ả Rập và không nói tiếng Ả Rập. Điều này cho đất nước này đã có những công nhân nước ngoài đến từ các quốc gia khác như là Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Ấn Độ, Nam Phi, Thái Lan, Philippines và rất là nhiều quốc gia khác. Tiếng Anh cho phép người dân địa phương và người lao động giao tiếp kết nối, và kết quả là nó được sử dụng rất là rộng rãi. Đó là việc học một vài từ Ả Rập sẽ giúp. Bên cạnh đó, việc học một vài từ Ả Rập sẽ giúp bạn tương tác với người bản địa.